Chương 436. Trước khi đám thi thể tới nơi, Trần Ca đóng cánh cửa máu lại. Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, xương máu bám lên người Trần Ca, tạo thành một lớp màng máu rất mỏng. Hình như thế giới đằng sau cánh cửa này không giống với khu nội trú số 3 và thôn Hoạt Quan. Trần Ca đưa tay sờ lớp màng máu trên da. Anh cảm thấy cả người bị bọc lại, hô hấp hơi khó khăn, cực kỳ không thoải mái. Mình ở trong thôn Hoạt Quan và khu nội trú số 3, nhưng chưa từng gặp phải tình huống xương máu bám lên người. Trong lòng anh cảm nhận thấy một nỗi bất an vô hình. Anh lấy quyển truyện tranh ra, phát hiện trên quyển truyện tranh cũng có một lớp màng máu mỏng tang. Trần Ca đi tới góc, nhỏ giọng gọi nhóm Diêm Đại Niên và Lão Chu, nhưng lại không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Trần Ca lại mở ba lô ra, ấn công tắc máy cassette mini. Nhưng cho dù anh có ấn thế nào, thì máy cassette mini đều không thể hoạt động bình thường. Đến cả tiếng dòng điện kêu rè rè cũng không nghe thấy. Lớp màng máu có thể cắt đứt liên hệ của mình và ma quỷ. Trần Ca nắm chặt búa của bác sĩ nát sọ, anh không hề manh động. Ở trong thôn Hoạt Quan, mình từng gặp nữ quỷ nhảy giếng khống chế xương máu của thế giới sau cánh cửa. Trong khu nội trú số 3, cơ thể của Môn Nam cũng từng dung hợp lại với xương máu. Từ đây có thể thấy, người đẩy cửa có thể thao túng được xương máu. Trần Ca suy nghĩ trong lòng. Mình vừa vào cửa đã bị xương máu bao lại. Đây là bố trí mà bác sĩ Cao để lại trước khi rời đi. Nói cách khác, ông ta vốn chưa rời khỏi Cửu Giang mà chỉ dùng ma quỷ đặc biệt lừa gạt cảnh sát. Bây giờ ông ta trốn trong thế giới sau cánh cửa, lặng lẽ điều khiển xương máu của thế giới sau cánh cửa. Bác sĩ Cao là đối thủ mà Trần Ca không mong muốn gặp phải nhất, xét từ phương diện nào cũng đều như vậy. Thời gian dừng lại trong xương máu càng dài, lớp màng máu này lại càng dày, hơi khó giải quyết. Không có ma quỷ, Trần Ca chỉ có thể dựa vào búa của bác sĩ nát sọ trong tay và mèo trắng từng nuốt chửng tơ máu. Cục diện khá bất lợi đối với anh. Trong lòng hơi hoảng sợ, Trần Ca ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn thoáng qua bóng của mình. Anh đưa tay chạm vào. Trên cái bóng không có lớp màng máu. Cô ấy vẫn ở đây. Trần Ca cảm thấy vững lòng hơn nhiều. Anh thử gọi tên Trương Nhã trong lòng. Loáng thoáng có thể nghe được có người đang nói chuyện. Có điều hình như khoảng cách giữa hai người rất xa. Cho dù anh có sử dụng thiên phú tai quỷ, cũng vẫn không nghe rõ. Đây là chỗ nào vậy? Tôi hơi khó thở. Cơ thể Lý Húc và Mã Uy cũng bị một lớp màng máu bao trùm. Điều kỳ lạ là hình như hai người họ không nhìn thấy lớp màng mỏng kia. Chỉ không ngừng sờ cổ mình, giống như trên cổ có một sợi dây thừng vô hình. Đừng hoảng loạn, cho dù nhìn thấy cái gì cũng phải giữ tỉnh táo. Sau khi Trần Ca nói xong thì vặn chốt cửa, lại mở cánh cửa máu ra. Một phút đã trôi qua, bên ngoài cánh cửa là một thế giới vô cùng hoang đường và đáng sợ. Đường đi méo mó giống như một đoạn ruột quanh co. Bức tường ở cả hai bên phình ra như cơ quan nội tạng của sinh vật. Mặt ngoài là một lớp màng máu trong suốt. Những thứ trông như mạch máu răng khắp nơi trên đỉnh đầu. Trong đó còn có vô số tơ máu đang di chuyển. Một màu máu đỏ. Từ xa nhìn lại, bản thân thế giới này giống như một sinh mệnh dị dạng. Đây chính là thế giới trong mắt bác sĩ Cao. Rốt cuộc tâm lý của một người phải xuất hiện thay đổi đến cỡ nào mới có thể tưởng tượng thế giới sinh sống của mình thành hình dạng như vậy? Rốt cuộc mỗi ngày bác sĩ Cao suy nghĩ những thứ gì? Cánh cửa ở thôn Hoạt Quan do nữ quỷ nhảy giếng đẩy ra. Trong mắt cô ta, toàn bộ thôn dân đều là súc sinh dị dạng. Khát vọng mãnh liệt nhất của cô ta khi đó chính là chạy trốn, tuyệt đối không để bị phát hiện. Cho nên thế giới sau cánh cửa mà cô ta đẩy ra có xương máu dày đặc bất thường, tầm nhìn chỉ khoảng 1-2 mét. Hình ảnh của thôn dân cũng như cô ta mong muốn, toàn bộ biến thành quái vật hình người. Tương tự như vậy, thế giới sau cánh cửa khu nội trú số 3, bệnh nhân tựa như cái xác không hồn. Dưới gầm giường là bàn tay gãy tượng trưng cho nỗi sợ hãi, còn có bóng quỷ cao gầy tượng trưng cho dục vọng và vân vân.
Những điều này đều là ấn tượng của môn nem về thế giới mơ hồ. Các loại tình cảm phức tạp đều được cụ thể hóa thành quái vật trong mắt đứa trẻ. Nhà xác dưới lòng đất chính là cánh cửa thứ ba mà Trần Kha tiến vào. Mà thế giới sau cánh cửa này cũng là đáng sợ nhất, khiến Trần Kha không thể nào hiểu được. Thế giới phía sau cánh cửa sẽ không bịa đặt, đây mới chính là nội tâm thật sự của bác sĩ Cao. Trần Kha quay đầu nhìn thoáng qua. Thế giới biến thành cơ quan nội tạng với máu và thịt, nhưng căn phòng đặt bức ảnh của vợ ông ta lại không xảy ra thay đổi gì. Nơi đây hẳn là thiên đường cuối cùng trong lòng ông ta. Trần Kha nắm chặt búa của bác sĩ nát sọ, suy nghĩ trong chốc lát, cẩn thận gỡ bức ảnh trên tường xuống rồi cất vào ba lô của mình. Lúc mở khóa kéo ra, Trần Kha bất ngờ phát hiện trong ba lô của mình còn chứa một cái mô hình đầu người. Nếu như không phải bỏ bức ảnh vào, anh đã sớm quên bén mất thứ này. Đầu người kia núp ở chỗ sâu nhất trong ba lô, hình như đang run rẩy. Trần Kha đưa tay sờ lên mặt nó, sau đó lấy ra. Quái lạ, trên mặt thứ này lại không bị màng máu che phủ, chẳng lẽ vì nó vốn là đạo cụ trong nhà xác dưới lòng đất? Đột nhiên lấy từ ba lô ra một cái đầu người, Lý Húc và Mã Uy vốn đang khó thở, nhìn thấy cảnh như vậy, suýt nữa thì bất tỉnh. Sau khi hai người bọn họ lấy hết can đảm tới gần, nhìn ra là một cái mô hình mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có điều, chuyện xảy ra sau đấy lại khiến bọn họ căng thẳng hẳn lên. Trần Kha đặt mô hình đầu người lên cái giường đôi, giơ búa của bác sĩ nát sọ, đứng đối diện cái đầu người. Nói cho tao biết, làm thế nào để loại bỏ lớp màng máu này? Nói hết toàn bộ những gì mày biết. Trong lòng bỗng nhiên trở nên thật yên lặng. Trừ Trần Kha ra, những người khác không ai dám lên tiếng. Biểu cảm của mô hình đầu người như xuất hiện thay đổi. Lỗ tai Trần Kha khẽ động, nghe được tiếng cầu xin tha thứ mơ hồ. Là nó đang nói chuyện. Thiên phú tai quỷ bắt đầu có tác dụng. Trần Kha buông búa của bác sĩ nát sọ xuống, ghé tai bên mô hình đầu người, hỏi lại một lần nữa câu hỏi vừa nãy. Đoán không ra phương hướng, cũng không biết là truyền tới từ chỗ nào, Trần Kha chỉ nghe được một âm thanh mang theo tiếng nức nở truyền vào trong tai mình. Âm thanh này rất ngắn, nghe mấy lần Trần Kha mới nghe rõ. Đối phương chỉ nói có hai chữ, cho phép. Trần Kha bỏ mô hình đầu người xuống, bắt đầu suy nghĩ hàm nghĩa của hai chữ này. Ý của nó là muốn loại bỏ lớp màng máu, những người ngoại lai như chúng ta bắt buộc phải nhận được sự cho phép của thế giới sau cánh cửa mới được. Mình và hội trưởng hiệp hội kẻ chuyện lạ là kẻ thù. Muốn nhận được sự cho phép của thế giới sau cánh cửa không dễ dàng. Trần Kha cho mô hình đầu người vào ba lô, thử bước một bước ra bên ngoài cánh cửa. Giày dẫm trên mặt đất chẳng khác nào dẫm lên thịt. Rất mềm, rất trơn, còn có cảm giác nhớp nhúa. Đây tuyệt đối không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Nếu như người thường đi vào con đường như vậy, có khi sẽ gặp ác mộng cả đời. Hai người không cần phải miễn cưỡng chính mình, có điều tốt nhất vẫn nên theo tôi. Trần Kha bước ra bước thứ hai, trong các huyết quản thô to trên đỉnh đầu có máu chậm chậm chảy qua. Đường dưới chân thỉnh thoảng sẽ tự rung động. Địa hình giống với thế giới ngoài cửa, chỉ có điều vách tường, mặt đất và toàn bộ mọi thứ có thể nhìn thấy đều biến thành máu thịt. Trần Kha hít sâu một hơi, đặt mèo trắng lên ba lô, xách theo búa của bác sĩ nát sọ, bước lên trên lối đi. Chương 437. Hình như các cơ quan nội tạng trên bức tường đang đập, xương máu mờ mờ từ đó tràn ra, bao phủ cơ thể Trần Kha. Lớp màng máu bên ngoài da anh lại dày thêm. Vào khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, thế giới sau cánh cửa tựa như ngừng lại, kết cấu kiến trúc hoàn toàn giống với nhà xác dưới lòng đất lúc đó. Khu vực trung tâm vốn được dùng để tập trung xử lý mỡ và mô liên kết, nhưng ngoài hiện nó đã bị cấm vì nhiều lý do. Cuối cùng bị bác sĩ Cao dùng thi thể đắp thành một phòng thí nghiệm đặc biệt. Chỉ cần nhìn quen thì cũng không có gì đáng sợ. Câu này của Trần Kha để nói với Lý Húc và Mã Uy, hai người cố gắng rất lâu nhưng vẫn không dám bước ra khỏi phòng nửa bước. Bọn họ lắc đầu nguầy nguậy.
Đối với những người bình thường mới tiếp xúc với những thứ này mà nói, quả thực là quá kích thích. Trần Kha chỉ vào căn phòng phía sau bọn họ, không hề ép buộc, một mình đi về phía trước. Thế giới hoang đường quái dị, lối đi tạo nên từ máu thịt, xương máu bay khắp nơi. Chỗ này giống như một cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại. Một khi bước vào sẽ bị cuốn lấy. Đèn treo trên đầu biến thành nhãn cầu người sống, không có ánh sáng. Toàn bộ đập vào mắt đều là màu đỏ. Đứng trong chỗ này thời gian dài sẽ xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ. Giống như vốn dĩ mình thuộc về nơi này, là một bộ phận của thế giới này. Hai bên lối đi là từng cánh cửa vằn vện tơ máu. Trần Kha thử mở cửa ra. Bên trong là các loại thiết bị không thể tưởng tượng nổi. Phần lớn đều tạo thành từ máu thịt, còn một bộ phận nhỏ bên trong là máy móc bình thường, nhưng bên ngoài bị máu thịt bao phủ. Đúng là một thế giới điên cuồng. Đi qua lối đi, ở ngã rẽ thứ nhất, Trần Kha nhìn thấy một người sống. Nơi cách anh 5-6 mét, có một bé gái mặc váy trắng ngồi xổm trên đống máu thịt. Trong tay cô bé cầm một quả táo màu sắc rất hấp dẫn. Hai mắt nhìn chằm chằm những cơ quan nội tạng đang đập trên tường, không biết suy nghĩ điều gì. Cô bé trước mắt khiến Trần Kha hơi kinh ngạc. Bất luận là váy trắng không nhiễm một hạt bụi hay gương mặt xinh xắn trong sáng đáng yêu không tì vết. Bất kỳ chỗ nào trên người cô bé này đều hình thành sự tương phản cực kỳ rõ ràng với thế giới dưới chân. Tại sao bé gái như vậy lại xuất hiện trong thế giới tạo thành từ máu thịt? Trần Kha đi ra từ ngã rẽ, chậm rãi tới gần. Cô bé nghe thấy tiếng bước chân của Trần Kha, hình như nó chưa từng nghĩ tới sẽ có người xuất hiện ở chỗ này. Giống như nai con bị hoảng sợ, vội vã xoay người. Kết quả, trái táo cầm trong tay không cẩn thận rơi xuống đất. Trần Kha nhìn quả táo lăn đến bên cạnh mình, nhặt nó lên. Quả táo này có màu sắc hấp dẫn, nhưng cảm giác cầm trong tay lại không hề thoải mái. Trơn trượt, mềm mại, hình như còn đang đập không ngừng. Đây là quả táo ư? Lúc Trần Kha nhặt quả táo, cô bé rõ ràng căng thẳng hẳn lên. Cô bé muốn đi qua giành về nhưng lại hơi sợ hãi. Có vấn đề. Trần Kha đặt quả táo cầm trong tay ra trước mặt bé gái, còn mình thì lùi về sau mấy bước. Bé gái thấy Trần Kha chủ động lùi bước, lập tức chạy tới ôm quả táo vào trong ngực. Gương mặt của cô bé chỉ lớn chừng bàn tay, kết hợp với biểu cảm lúng túng nhìn rất đáng yêu. Không cần căng thẳng, anh không có ý xấu, chỉ là một người bị lạc thôi. Trần Kha giữ khoảng cách với bé gái, trên thực tế anh cũng đang đề phòng cô bé kia. Dù sao đối phương cũng là cư dân của thế giới sau cánh cửa. Cô bé vẫn còn hơi bất an, nó giống như đứa trẻ đi ra chỗ không xa nhà để chơi. Kết quả lại bị người xấu để mắt tới. Hiện tại đang vắt óc muốn thoát thân. Trần Kha nhìn ra mình không được yêu quý, anh không định ép buộc quá mức. Toàn bộ ma quỷ trên người mình đều không sử dụng được. Nếu như uy hiếp cô bé này, ai bắt nạt ai cũng khó nói. Anh lui về sau một bước, cất búa của bác sĩ nát sọ vào trong ba lô. Anh chỉ muốn hỏi em một vài thứ. Cán búa lộ ra bên ngoài, Trần Kha cố ý đặt nó ở vị trí tiện tay. Một khi gặp phải nguy hiểm, anh có thể rút ra chỉ trong 1-2 giây. Cô bé nhìn Trần Kha, không muốn tới gần anh. Nó vịn bức tường tạo thành từ máu và thịt, rất cẩn thận rời xa Trần Kha, sau đó nhanh chân trốn mất. Trần Kha không đuổi theo. Sau khi cô bé trốn mất, anh cực kỳ ngạc nhiên phát hiện ra hô hấp của bản thân đã dễ dàng hơn một chút. Dường như lớp màng máu bao phủ trên người đã mỏng đi. Hình như mình cũng không có làm gì, chỉ thuận tay giúp bé gái nhặt quả táo. Lẽ nào giúp đỡ chúng nó là có thể từng bước nhận được sự cho phép của thế giới này? Manh mối nắm trong tay quá ít, Trần Kha vẫn không thể xác định. Anh âm thầm ghi nhớ phương hướng rời đi của cô bé, không nhanh không chậm đi theo. Đứa trẻ này nhìn không giống xác chết, cơ thể linh hoạt, mức độ thay đổi biểu cảm rất lớn. Bởi vì sự xuất hiện của bé gái, Trần Kha hơi thả lỏng. Thế giới sau cánh cửa của nhà xác dưới lòng đất tuy đáng sợ, nhưng người dân sống trong thế giới này vẫn giữ lại tính người. Vừa nãy, mình thấy trong mắt cô bé kia chỉ có một chút khát khao và sợ hãi,
Cảm xúc phức tạp như vậy cũng chỉ con người mới có được. Mỗi thế giới ở sau cánh cửa đều không giống nhau. Trần Ca lo lắng nhất là gặp phải cái loại cục diện chết chóc không thể giải quyết. Quái vật thấy người là cắn, không thể giao lưu, không chết không ngừng. Xem ra mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất. Thế giới phía sau cánh cửa sẽ phản ánh nội tâm của người đẩy cửa ở một mức độ nhất định. Cả thế giới tạo thành từ máu thịt, nhưng người dân trong đó lại giữ nguyên bề ngoài của người sống. Sự tương phản này cũng khiến Trần Ca âm thầm lưu tâm. Thăm dò thế giới phía sau cánh cửa thực chất cũng là tìm hiểu về người đẩy cửa. Đây là một cơ hội hiếm có để hiểu rõ về người đẩy cửa. Trần Ca đi theo cô bé, đẩy cánh cửa phía cuối lối đi ra. Anh đi ra từ khu vực trung tâm, đi tới khu vực giữa của nhà xác dưới lòng đất. Sương máu càng thêm dày đặc, vách tường bị thay thế bởi các cơ quan nội tạng, lồi lõm không bằng phẳng. Khu vực giữa có 3 căn phòng, trong mỗi phòng đều có một eo chữ xác, cửa phòng còn dán giấy cam kết. Để cảm ơn những cống hiến không vụ lợi của các tiêu bản, dành cho các tiêu bản đầy đủ sự tôn trọng, em với tư cách là sinh viên y khoa trịnh trọng cam kết, dùng thái độ nghiêm túc tham gia mỗi bài giảng, không chụp bất cứ hình ảnh nào với mục đích giải trí. Chữ trên giấy cam kết còn chưa khô, giống như vừa viết xong. Trần Ca thông qua lớp thủy tinh trên cửa nhìn vào bên trong. Trong ao chữ xác tràn đầy chất lỏng màu nâu đỏ, nhưng lại không thấy một cái xác nào. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải tìm thấy càng nhiều người sinh sống ở thế giới sau cánh cửa càng tốt. Chỉ khi loại bỏ hết màng máu, mình mới có thể nói chuyện được bình thường với ma quỷ. Trần Ca không đi vào ao chữ xác. Khi anh sắp rời khỏi khu vực giữa, thì chợt nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. Hình như truyền ra từ trong phòng giải phẫu ở bên trái trong khu vực giữa. Giá trị của sinh mạng không nằm ở hình thể, mà ở chỗ em làm những gì. Khi em chuẩn bị đầy đủ, đứng bên bàn giải phẫu, trong mắt em chỉ có thể có da, mỡ, huyết quản, bắp thịt, xương cốt và các loại nội tạng, đã hiểu chưa? Trần Ca đi về hướng phòng giải phẫu, cửa phòng nửa mở, anh theo khe cửa nhìn vào bên trong. Có một vị giáo sư nam mặc áo khoác trắng đang đứng trên bục giảng. Âm thanh anh ta điềm tĩnh, đanh thép, đang hướng dẫn 8 sinh viên trong phòng. Chương 438. Khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt, giảng viên nam đi qua giữa hai nhóm sinh viên. Đôi mắt anh ta sáng ngời có thần. Lần đầu tiên các em đi học ở chỗ này, cảm thấy tò mò và ghê tởm là rất bình thường. Nhưng đừng để cho thầy nhìn thấy ai trong số các em cố ý nói đùa. Mỗi một tiêu bản đều đáng được tôn trọng. Ở trong căn phòng này, tất cả cái chết đều vì làm người sống càng sống tốt hơn. Trọng tâm sự chú ý của các em bây giờ phải là hướng đi dây thần kinh có rõ ràng hay không, liệu mạch máu tách ra có sạch sẽ hay không, nhớ kỹ chi tiết vị trí và kết nối của các cơ bắp. Trong phòng giải phẫu chỉ có giảng viên nam đang nói chuyện. Tuổi của anh ta không lớn, trông có vẻ hơi nghiêm túc. Đại học Y khoa Cửu Giang có nhà xác dưới lòng đất lớn nhất Cửu Giang. Đoán chừng toàn bộ miền Trung và miền Nam Trung Quốc cũng chỉ có mỗi sinh viên y nơi này mới có thể lập một nhóm 4 người để giải phẫu một tiêu bản xác chết. Bởi vì căng thẳng trước xác chết nên hầu như các sinh viên y đều là 8 người hoặc thậm chí là 16 người một nhóm. Trần Ca yên lặng nhìn chăm chú vào mọi thứ từ bên ngoài cửa. Anh nhìn dáng người cao lớn của giảng viên nam trong căn phòng, cứ cảm thấy mình đã gặp anh ta ở nơi nào đó. Cặp mắt kia cho mình cảm giác rất quen thuộc, hình như mình đã nhìn thấy trong nhà xác số 8 ở bên ngoài. Anh suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ đến, trong một cái bể thủy tinh ở nhà kho số 8 có ngâm một tiêu bản xác chết. Điều đặc biệt chính là hai mắt xác chết kia đang mở. Ngoài cửa, xác chết bị ngâm trong formalin, ở bên trong cánh cửa đạt được sự sống mới. Đây là bác sĩ Cao ảo tưởng ra, hay là ông ta cầm tù linh hồn người chết ở thế giới bên trong cánh cửa? Màng máu trên bề mặt cơ thể bắt đầu dày lên,
trong khi Trần Ke đang do dự có nên tiến vào trong phòng hay không. Ở một chỗ khác trong lối đi máu thịt vang lên tiếng hít thở nặng nề. Một ngọn gió mang theo mùi hôi thối thổi tới từ bên kia lối đi. Cùng với tiếng hít thở kia, nội tạng trên vách tường cũng bắt đầu co duỗi và nhảy lên theo quy luật. Thứ gì đang đến đây? Con quái vật đang tiến đến từ bên kia lối đi, tạo cho Trần Ke cảm giác hoàn toàn khác so với cô bé mặc đồ trắng và giảng viên nam mà anh gặp lúc trước. Nó tràn ngập cảm xúc tiêu cực như hủy diệt, giết chóc và phẫn nộ. Con mèo trắng bắt lấy bả vai của Trần Ke, đôi tay nó quay về phía sau, phát ra tiếng gào rấm trầm thấp. Nó cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Thời điểm Trần Ke đặt toàn bộ lực chú ý ở nơi xa lối đi, cửa phòng giải phẫu bên cạnh anh đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Anh quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc này giảng viên nam đeo khẩu trang kia đang đứng ở cạnh cửa. Anh ta nghi hoặc đánh giá Trần Ke. Tôi... Trần Ke còn chưa kịp bịa ra lý do nào thì cánh tay anh đã bị giảng viên nam bắt lấy. Vào trong đây rồi lại nói. Giảng viên nam kéo Trần Ke vào bên trong phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Em trốn trước đi, không thể để nó thấy em được. Tiếng hít thở trong lối đi càng ngày càng gần. Dưới sự thúc giục của giảng viên nam, Trần Ke cầm cây búa của bác sĩ nát sọ chui vào dưới bàn thí nghiệm của nhóm 2. Đây là bộ bàn có thể di chuyển lên xuống. Ban đầu nó dùng để đặt xác chết. Trần Ke đi đến gần mới phát hiện thật ra 8 sinh viên bao bọc kín mít trong phòng kia cũng là xác chết. Bọn họ cúi thấp đầu, ngón tay cứng đờ, siêu siêu vẹo vẹo kẹp dao giải phẫu. Trách sao được bọn chúng không hề lên tiếng, chỉ sợ giảng viên này cũng là một kẻ điên. Trần Ke do dự một chút rồi chui xuống dưới bàn thí nghiệm. Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng thở dốc nặng nề chậm rãi đến gần. Thông qua khe hở dưới bàn thí nghiệm, Trần Ke nhìn trộm ra phía bên ngoài. Những mạch máu trong lối đi đang co rút và nảy lên. Rất nhanh sau đó, một con quái vật hình người với cái hộp sọ rỗng đi ra. Thân thể nó cường tráng hơn người bình thường rất nhiều. Nó cao khoảng 2m4, đầu gần như chạm đến trần nhà. Cấu tạo thân thể của thứ này khác với cô bé mà Trần Ke từng thấy, mà lại giống với những bức tường xung quanh. Nó chỉ có một lớp màng máu bọc kín, có thể nhìn rõ ràng các cơ quan khác nhau ở bên trong. Quái vật đi rất chậm. Nó dường như đã hòa thành một thể với thế giới phía sau cửa. Nó chỉ đang lang thang xung quanh không có mục tiêu. Lối đi đông đưa, khi quái vật đi ngang qua phòng giải phẫu thì tạm dừng một chút. Hộp sọ trống rỗng chuyển hướng đến cửa phòng. Nhưng trong phòng có thể cảm nhận được rõ ràng khóa cửa rung động vài cái. Sau khi con quái vật kia phát hiện cửa phòng không thể mở ra, nó từ từ đi về phía xa. Vài phút sau, trong lúc lối đi khôi phục sự yên tĩnh, lúc này Trần Ke mới bò ra từ dưới bàn thí nghiệm. Thứ vừa đi qua là cái gì vậy? Giảng viên nam vẫn luôn nấp ở phía sau cánh cửa. Anh ta không trả lời vấn đề của Trần Ke, mà lại dùng một loại ánh mắt vô cùng quái dị nhìn chằm chằm vào anh. Một lát sau, anh ta gỡ khẩu trang xuống. Khuôn mặt của anh ta giống hệt với mặt người ngâm trong formalin ở bên ngoài cửa. Đó là bảo vệ mới đến trong trường học, rất nóng tính. Nếu như phát hiện sinh viên đi lung tung khắp nơi trong giờ học như em, chắc hẳn nó sẽ bắt em đưa đi gặp hiệu trưởng. Sinh viên? Hiệu trưởng? Trần Ke không hiểu rõ ý tứ của giảng viên nam cho lắm. Dường như thế giới trong mắt đối phương không giống với anh. Mà lời nói tiếp theo của giảng viên nam cũng chứng thực điều này. Em là sinh viên của lớp nào? Giảng viên phụ trách của em là ai? Giảng viên nam phát hiện Trần Ke không trả lời, nhưng cũng không tức giận. Không muốn nói cũng không sao, trốn học là không đúng. Em mau trở về đi. Thầy biết trong nội tâm những đứa trẻ như em suy nghĩ rất nhiều điều, cũng tương đối nhạy cảm. Những đứa trẻ giống như tôi? Tôi giống đứa trẻ lắm sao? Trần Ke không hiểu rõ ý tứ của giảng viên nam cho lắm. Nhưng từ trong giọng nói của giảng viên nam, anh có thể nghe ra được một chút thiện ý.
Giọng điệu nói chuyện của đối phương bây giờ hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với sinh viên của mình. Cứ như là sợ sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của Trần Ca. Thân thể khiếm khuyết cũng không thể chứng tỏ được điều gì. Có một trái tim dũng cảm và kiên cường mới là quan trọng nhất. Dường như giảng viên nam đang an ủi Trần Ca, điều này làm cho anh càng thêm nghi hoặc. Ở trong mắt của anh, thân thể tôi bị khuyết tật. Là thầy dùng từ chưa đúng, thầy xin lỗi em mau trở về lớp đi. Giảng viên nam này vừa rồi còn nghiêm khắc dạy dỗ sinh viên của mình, giờ đã thay đổi giọng điệu. Có thể nhìn ra được con người anh ta thật sự không tệ. Thông qua phản ứng của giảng viên nam, Trần Ca xem như hiểu rõ. Ở trong mắt của giảng viên nam, thế giới dùng máu thịt để cấu tạo thành ở phía sau cánh cửa mới là bình thường. Mà người từ bên ngoài đến giống anh, đối phương nhìn vào sẽ cảm thấy rất dị dạng. Trần Ca không thể lý giải thế giới trong mắt của giảng viên nam rốt cuộc trông như thế nào. Anh chỉ muốn tìm ra thêm nhiều manh mối khác từ trên người giảng viên này. Thầy ơi, họ tên của thầy là gì ạ? Thầy là Lưu Chính Nghĩa, em gọi thầy bằng thầy Lưu là được. Trốn học là không đúng. Về sau trong lòng em thật sự có chuyện không có chỗ để kể thì cứ tìm tới thầy là được. Chắc hẳn thầy Lưu chỉ khách sáo một chút, nhưng mà Trần Ca cũng không định bỏ qua cơ hội này. Anh lưu loát cất cây búa của bác sĩ nát sọ vào ba lô. Đôi tay anh nắm lấy vạt áo, sau nhiều lần do dự mới chịu mở miệng. Thầy Lưu, thật ra em luôn là nạn nhân của bạo lực học đường. Những bí mật này trước nay em không dám nói với người khác. Bạo lực học đường? Trường học của chúng ta còn có việc này sao? Sắc mặt thầy Lưu trở nên nghiêm túc hơn, giọng điệu cũng thay đổi. Em đừng sợ, nói hết tất cả những người đã từng bắt nạt em cho thầy biết, thầy nhất định sẽ xử lý việc này. Chương 439. Trần Ca cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy. Anh chỉ muốn làm cho mình trông càng đáng thương hơn, thuận tiện lôi kéo làm quen mà thôi. Ai biết được thầy Lưu Chính Nghĩa lại trực tiếp như vậy. Anh vừa mới nói xong đã hỏi là ai bắt nạt anh, còn sẵn sàng ra mặt giúp anh. Đây quả là một giảng viên tốt. Từ đáy lòng Trần Ca cảm thấy Lưu Chính Nghĩa không tồi, rất hợp với tính cách của anh. Ngôi nhà ma của mình còn thiếu một người quản lý trấn áp đám con rối. Anh ta trông rất thích hợp. Trần Ca khẽ hít một hơi, không vội trả lời vấn đề của thầy Lưu. Anh đè thấp giọng nói: Thầy ơi, em biết là thầy tốt với em, nhưng em không thể nói được. Em sợ sau này bọn họ sẽ càng bắt nạt em nghiêm trọng hơn. Thầy Lưu nhíu mày. Vậy em có nghĩ đến, nếu như em càng không phản kháng, bọn họ lại càng cho rằng em yếu đuối, từ đó sẽ hình thành một vòng tuần hoàn ác tính hay không? Trần Ca cúi đầu, cứ như là đang nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của thầy Lưu. Không phải sợ, thầy sẽ giúp em giải quyết. Thầy Lưu nói rất khí phách, và quả thật là anh ta cũng chuẩn bị làm như vậy. Một lát sau, hình như Trần Ca rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Anh chậm rãi ngẩng đầu. Thầy Lưu, chuyện của em sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Đến lúc đó, thầy sẽ phát hiện bên cạnh thầy có một vài sinh viên, thậm chí là đồng nghiệp của thầy đang che giấu những khía cạnh không thể cho người khác biết. Thầy là người tốt, cho nên em không muốn liên lụy đến thầy. Liên lụy đến nhiều người? Trong trường học này, thầy đã gặp đại đa số người. Bọn họ chắc hẳn sẽ không làm chuyện như vậy. Tinh thần trọng nghĩa của thầy Lưu rất mạnh, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Trong đầu anh ta hồi tưởng một chút. Trong trường học, trừ hiệu trưởng ra, tính cả thầy trong đó thì có 6 giảng viên. Trong đó còn có vài người là bác sĩ có kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Với sự hiểu của thầy về bọn họ, họ tuyệt đối không làm chuyện bắt nạt sinh viên như thế này được. Trần Ca cúi đầu, yên lặng đứng bên cạnh ghi nhớ những lời mà thầy Lưu đã nói. Ngoại trừ giảng viên thì chỉ còn lại sinh viên, bảo vệ và nhân viên làm việc hậu cần. Thầy Lưu suy nghĩ cả nửa ngày cũng không đoán ra là ai, nhưng anh ta thấy bộ dáng của Trần Ca lại không giống như là đang nói dối. Thầy à, những người đó ở trước mặt thầy là một kiểu, ở trước mặt em lại là một kiểu khác. Bọn họ quả thật chính là súc sinh đội lốt da người. Lúc Trần Ca nói chuyện, vừa tức vừa nghiến răng nghiến lợi. Đôi tay anh nắm chặt, gân xanh nổi đầy lên.
Nhìn thấy Trần Ca như vậy, thầy Lưu càng cảm thấy Trần Ca đang gặp oan ức. Em không thể kéo thầy xuống nước được, nhưng mà nếu có cơ hội, em sẽ tự mình vạch trần bộ mặt thật của những người đó vì thầy. Trần Ca cũng không tùy tiện nói như vậy. Vừa rồi anh cảm nhận được sự ác ý vô cùng từ trên người bảo vệ kia. Bảo vệ bị thế giới màu máu đồng hóa nên không có hứng thú với thầy Lưu. Nhưng mà nếu như để hắn ta nhìn thấy Trần Ca, khẳng định hắn ta sẽ điên cuồng tấn công. Đến lúc đó, tự nhiên thầy Lưu sẽ thấy được bộ mặt thật của những người đó. Cũng được. Thầy Lưu không ép Trần Ca nói tiếp, anh ta đi đến hai nhóm thi thể sinh viên ở bên cạnh, lại bắt đầu dạy học. Trần Ca đứng một mình ở bên cạnh cũng nhàm chán. Thời gian dừng lại càng lâu, màng máu trên làn da sẽ càng ngày càng dày lên. Thầy Lưu là người không tồi, vừa lúc mình có thể nhờ cơ hội này để kiểm chứng suy đoán của mình một chút, nhìn xem có phải chỉ cần trợ giúp những linh hồn phía sau cánh cửa máu đó là có thể nhận được sự cho phép của thế giới phía sau cửa hay không. Anh đi đến phía bên kia thầy Lưu, còn chưa đến gần đã bị thầy Lưu ngăn lại. Em không mặc trang phục làm thí nghiệm thì không được lại gần bàn giải phẫu. Thầy ơi, em chỉ muốn hỏi xem em có thể giúp đỡ được cái gì cho thầy hay không? Giúp đỡ thì thôi đi, em có thể học giỏi những thứ mà thầy dạy trên lớp. Sau này cứu được càng nhiều người thì thầy sẽ càng vui mừng. Thầy Lưu lắc đầu nhìn Trần Ca. Quầy tiêu độc có trang phục làm thí nghiệm. Em đi thay một bộ đi rồi dự thính tiết này của thầy trước. Chờ xong tiết này, thầy và em cùng đi tìm giảng viên của em để hỏi một chút về việc đấy. Được ạ. Trần Ca thay trang phục làm thí nghiệm, đeo khẩu trang thật dày. Anh đi đến bên cạnh bàn thí nghiệm, đứng cùng với thi thể của bốn sinh viên, nhìn tiêu bản ở trên mặt bàn. Trước khi Trần Ca bước vào, thật ra trong phòng này chỉ có một mình Lưu Chính Nghĩa, còn lại đều là xác chết. Ngẫm lại, như vậy cảm thấy rất là dọa người. Lưu Chính Nghĩa giảng bài cho xác chết, thỉnh thoảng anh ta còn khoe chân múa tay một chút đối với xác chết trên bàn. Trên bàn để sách giáo khoa, đa số những danh từ trong đó Trần Ca đọc không hiểu ý nghĩa. Anh lật cuốn sách sang một bên có hình ảnh. Nhìn vào hình ảnh, anh mới hiểu khoảng 3-4 phần. Giảng cả nửa ngày, xác chết trên bàn học vẫn y nguyên như cũ. Sinh viên bên cạnh xác chết cũng là xác chết. Chắc chắn chúng sẽ không động vào xác chết. Mà thầy Lưu trông giống như hoàn toàn không nhìn thấy tất cả những việc này. Trần Ca nhìn cả nửa ngày, càng ngày anh càng hiểu rõ hơn. Lần đầu tiên anh hoàn thành nhiệm vụ mức khó ác mộng, được khen thưởng kỹ năng thiên phú là liệm dung. Một người sử dụng liệm dung tốt sẽ thông thạo kết cấu cơ thể con người, cái chết. Trần Ca cũng coi như là biết suy luận. Anh lấy dao giải phẫu từ trong tay sinh viên bên cạnh và điều chỉnh nhịp thở. Chỉ có thực hành mới có thể chứng minh được anh thật sự học giỏi những thứ mà thầy Lưu dạy. Bước đầu tiên của giải phẫu là tách da của toàn bộ cơ thể ra. Trần Ca cầm dao giải phẫu rất chắc. Lúc đầu thầy Lưu còn định nhắc nhở Trần Ca, nhưng sau khi thấy anh tách phần da trên lưng tiêu bản xong, anh ta không lên tiếng và lặng lặng đứng một bên. Dao giải phẫu cắt đến phần cổ và được đưa từ phía dưới phần xương chậm. Lưỡi dao cắt ngang qua da đầu và cắt đứt tóc. Khi âm thanh cắt vào tóc vang lên tiếng loẹt xoẹt trong phòng, tim của Trần Ca cũng đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên anh cách xác chết gần như vậy và dùng một phương thức như vậy. Thời gian dài ngâm ở trong formalin khiến làn da của xác chết rất cứng, giống như là da trâu và không có sự sống. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Ca cảm nhận được cái chết rõ ràng như thế. Cái cảm giác này sẽ làm anh ghi nhớ cả đời. Sau khi chết, tất cả những khát vọng đều sẽ biến thành tiếc nuối. Ngôi nhà ma của mình chính là nơi chứa đựng những tiếc nuối đó. Khi tiếp tục giải phẫu, Trần Ca phát hiện màng máu bao phủ trên người mình đang dần mỏng đi. Hô hấp của anh cũng trở nên dễ dàng hơn. Thỉnh thoảng, thầy Lưu sẽ sửa một số lỗi sai của Trần Ca. Ngay từ đầu, động tác của Trần Ca không đúng quy tắc. Lỗi cũng rất nhiều. Nhưng khi anh ổn tay, lòng yên tĩnh, thì anh học vô cùng nhanh. Điều này khiến cho thầy Lưu cảm thấy rất kinh ngạc. Cuộc giải phẫu chỉ mới hoàn thành được phần đầu tiên. Khi Trần Ca chuẩn bị tiếp tục, anh phát hiện
màng máu trên người mình đột nhiên ngừng mỏng đi. Sao lại thế này? Trần Ke buông dao giải phẫu. Ban đầu anh còn chuẩn bị ở trong căn phòng này đến khi loại bỏ hoàn toàn màng máu. Anh ngẩng đầu nhìn qua, thấy đôi mắt của thầy Lưu đứng cạnh anh không xa đã mất đi thần thái. Mặt đất được tạo thành từ máu thịt dưới chân, không biết đã mọc ra vô số tơ máu, chui vào bên trong hai chân của anh ta từ khi nào. Máu dưới làn da đang chuyển động, dần dần hai mắt của thầy Lưu trở nên đỏ bừng và đầy tơ máu. Thân thể anh ta mất khống chế, giống như là biến thành một người khác vậy. Thân thể anh thong thả di chuyển, nâng tiêu bản ở trên bàn bên cạnh xuống, mặc đồng phục thí nghiệm cho nó. Sau đó, anh ta lại đặt một xác chết của sinh viên lên trên bàn giải phẫu. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, anh ta nhìn về phía bàn thí nghiệm chỗ Trần Ca. Hai mắt đỏ như máu di chuyển ở trên cơ thể vài người. Dường như anh ta đang tự hỏi, vì sao lại dư ra một người vậy? Chương 440. Màng máu vẫn tồn tại như cũ, hiện giờ Trần Ca không có cách nào sử dụng những ma quỷ trên người. Vừa rồi lúc thay quần áo, ba lô đã để lại dưới bàn thí nghiệm. Anh không có cách nào lấy cây búa của bác sĩ nát sọ ra trước cả. Mặc đồng phục thí nghiệm, đeo khẩu trang rất dày, Trần Ca đứng xen lẫn vào trong xác chết của các sinh viên. Anh dừng lại tất cả động tác trong tay giống như là bất động. Thầy Lưu bị từng mạch máu quấn quanh hai chân, trong mắt tràn đầy tơ máu. Anh ta đi dạo xung quanh Trần Ca và mấy sinh viên một vòng. Trên người mang theo mùi máu tươi nồng nặc, thầy Lưu bị điều khiển đã mất đi lý trí. Anh ta không thể lựa chọn gì cả. Dường như chỉ cần suy nghĩ một chút là đầu óc đã như muốn nổ tung, cực kỳ đau đớn. Hai tay bứt tóc, thầy Lưu dốc hết sức tự đánh vào thân thể mình. Những nội tạng nhô ra trên vách tường cũng co rụt, rồi nảy lên bởi những thay đổi trong cảm xúc của anh ta. Trong lối đi vang lên tiếng thở dốc nặng nề lần nữa, con quái vật rỗng sọ lại từ từ bước tới. Thân hình nó cao lớn, làn da gần như trong suốt, từng mạch máu dày đặc lại ở bên ngoài thân thể. Lối đi khẽ rung lắc, thầy Lưu dần dần bình tĩnh trở lại. Anh ta nhìn thoáng qua phía bên ngoài, không hề do dự nữa. Tiện tay bắt lấy một sinh viên trong đó rồi kéo ra bên ngoài. Dòng máu lặng lẽ chảy xuôi, cách một khung cửa sổ, Trần Ca thấy bụng của con quái vật rỗng sọ kia mở ra một cái lỗ rất lớn, nhét xác chết của sinh viên kia vào. Quái vật có thể nói là hưởng thụ quá trình này. Chỉ chốc lát sau, thân thể của nó lại càng cao lớn hơn. Một lúc sau, thi thể của sinh viên biến mất, quái vật lại không rời đi, khuôn mặt trống rỗng đối diện với cửa sổ. Dường như nó còn chưa thỏa mãn, muốn ăn nhiều thứ hơn nữa. Cửa phòng học bị thầy Lưu đóng lại, từ đầu đến cuối anh ta đều không bước ra khỏi phòng học nửa bước. Sau khi xử lý xong sinh viên kia, anh ta trở lại bên cạnh bàn thí nghiệm, nâng xác chết trên bàn giải phẫu lên, thay đồng phục thí nghiệm cho nó. Sau đó, anh ta lại lấy một xác chết của sinh viên bên cạnh Trần Ca đặt lên trên bàn giải phẫu. Vị trí của mọi người giống hệt như lần đầu tiên Trần Ca bước vào trong phòng học. Chẳng qua hiện giờ anh đã thay thế một sinh viên trong đó. Mạch máu quấn đầy trên hai chân của thầy Lưu từ từ tản đi. Màu đỏ máu trong đôi mắt của anh ta cũng bắt đầu biến mất. Đến khi những nội tạng trên vách tường không còn co giật nữa, tơ máu cuối cùng trong đáy mắt thầy Lưu cũng đã biến mất hoàn toàn. Anh ta che ngực lại, quỳ rạp trên mặt đất, thở dốc từng cơn, giống như một kẻ suýt chết đuối mới được vớt lên từ dòng sông. Trần Ca chạy vội qua nâng thầy Lưu dậy. Khuôn mặt của anh ta tái nhợt, thân thể giống như trong suốt hơn. Thầy còn ổn chứ? Bệnh cũ. Lưu Chính Nghĩa đứng lên, có vẻ như anh ta đã quên hết tất cả những việc trước đó, trực tiếp xem Trần Ca thành sinh viên của mình. Được rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục tiết học. Anh ta lại bắt đầu lặp lại nội dung đã giảng vừa rồi. Trong không gian đầy rẫy xác chết, chỉ có một mình trong phòng, tràn ngập tình cảm mãnh liệt với việc giảng dạy.
Trần Ke thử hỏi thầy Lưu một chút, xem thầy có cần hỗ trợ gì không. Thầy Lưu trả lời giống hệt như trước. Nhưng lần này, khi Trần Ke dựa theo lời thầy giáo Lưu đi đến bàn giải phẫu xác chết, màng máu trên người anh lại không hề mỏng đi. Thế giới màu máu này cực kỳ đặc biệt, giống như có một sinh mệnh khổng lồ dị dạng, có được ý thức của mình. Dường như nó sẽ tự động sửa chữa thiếu sót. Mình ở đây lâu như vậy, rất có thể sẽ bị bọn chúng chú ý tới. Trong lòng Trần Ke cảm thấy cấp bách, anh muốn thừa dịp mình còn chưa bị phát hiện, nhanh chóng giải quyết vấn đề về màng máu. Trần Ke bỏ dao giải phẫu xuống, nói với Lý Chính Nghĩa một tiếng. Thưa thầy, em muốn đi nhà vệ sinh. Đi nhanh về nhanh. Thầy Lưu đang giao lưu cùng với xác chết của sinh viên, không để ý đến Trần Ke. Chờ đến lúc Trần Ke đi qua người anh ta, dường như đột nhiên anh nhớ tới cái gì đó, nghi hoặc liếc nhìn Trần Ke. Em sinh viên này, có phải trước đó em nói gì đó với thầy hay không? Thầy nhớ hình như mình đã đồng ý chuyện gì đó với em. Thầy à, hãy nhớ kỹ gương mặt này của em, có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Trần Ke mặc đồng phục thí nghiệm, ôm mèo trắng lấy từ ba lô ra, đi thẳng ra ngoài. Trên lối đi không nhìn thấy bất kỳ vết máu nào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trần Ke chắc chắn sẽ không tin tưởng chỉ vài phút trước nơi này đã từng xảy ra một vụ giết người. Lưu Chính Nghĩa vừa rồi đã vô tình tiết lộ cho mình một tin tức. Trong nhà xác dưới đất có tổng cộng 5 loại người: hiệu trưởng, giảng viên, sinh viên, bảo vệ và nhân viên làm việc hậu cần. Thế giới màu máu này đã thay đổi thế giới quan của Lưu Chính Nghĩa. Trong mắt anh ta, tất cả những điều này đều hợp lý. Như vậy, trong mắt anh ta, bản thể của 5 loại người này là gì? Lưu Chính Nghĩa đại diện cho giảng viên, có được ký ức và kỹ năng chuyên ngành chuyên nghiệp. Anh ta giữ lại được ngoại hình lúc còn sống, thậm chí tính cách lúc còn sống cũng được giữ lại. Sinh viên chắc hẳn đại diện cho xác chết, không biết nói chuyện, không phản kháng. Chắc hẳn ở thế giới đằng sau cánh cửa có nhiều loại này nhất. Mình đã nhìn thấy bảo vệ, chúng thoạt nhìn như thể là quái vật hợp lại từ các xác chết, hoàn toàn chịu sự điều khiển và duy trì trật tự của thế giới màu máu này. Nhân viên hậu cần có thể là nhóm người bị hại của hiệp hội kể chuyện lạ. Sau khi chết, nếu bọn họ có tàn niệm lưu lại trên thế gian, rất có thể sẽ bị bác sĩ Keo đưa vào trong thế giới sau cánh cửa và trở thành chất dinh dưỡng của thế giới này. Cuối cùng còn lại hiệu trưởng, chắc hẳn chính là bản thân bác sĩ Keo. Ông ta đại diện cho ý chí của thế giới màu máu này. 5 loại người tạo thành thế giới dị dạng này, Trần Ke muốn chỉ dựa vào lực lượng của chính mình để đối phó tất cả bọn họ thì gần như là không có khả năng. Cảnh tượng 3 sao này biến thái quá đấy. Khác với Trần Ke luôn cẩn thận, con mèo trắng lúc nào cũng nhát gan, bây giờ lại một mình chạy lên phía trước. Hai mắt có ánh sáng lóe lên. Cứ cảm thấy hình như con mèo này to hơn trước một chút. Trần Ke lấy cây búa của bác sĩ nát sọ ra, theo sát phía sau con mèo trắng. Bọn họ đi ra từ khu vực giữa nhà xác dưới đất, đi đến khu vực chiếm diện tích lớn hơn bên ngoài. Mày đừng có chạy chứ! Trần Ke bắt lấy con mèo trắng, đặt nó ở trên ba lô, dừng lại ở một bên lối đi rồi nhìn vào bên trong. Ở giữa khu vực bên ngoài và khu vực giữa nhà xác dưới đất có một cánh cửa bị khép kín. Trên cửa viết một con số 8 siêu siêu vẹo vẹo. Trong hồ sơ của trường học không có bản ghi chép về nhà xác số 8, nhưng nó lại thực sự tồn tại ở thế giới phía sau cửa sao? Xem ra trong hiện thực chắc chắn cũng có một nhà kho như vậy. Chẳng qua đã bị người có ý xấu che đậy. Trần Ke chạm nhẹ vào xích sắt đầy vết máu trên cánh cửa. Nhìn chằm chằm ổ khóa một lúc lâu. Cấu trúc của ổ khóa này khác hoàn toàn với những ổ khóa trước đây mình từng thấy. Muốn mở nó ra chắc hẳn là hơi khó. Phá cửa sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Tuy rằng Trần Ke tò mò với bí mật được che giấu phía sau cánh cửa, nhưng hiện tại màng máu còn chưa loại bỏ hoàn toàn. Lỗ mãng quá sẽ làm chính mình trở nên vô cùng bị động. Mình phải nhịn. Chờ sau khi mình có thể nói chuyện cùng với ma quỷ, mình sẽ đưa nhân viên quay lại đây.
Thứ đối thủ càng muốn che giấu, chắc chắn sẽ càng quan trọng với mình. Trần Ca ghi nhớ vị trí của nhà kho số 8. Anh không dừng lại ở đây lâu mà tiếp tục tiến sâu vào trong lối đi.